Rồi, thần câu Nhật Bản Đà Lạt. Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay là ngày 4 tháng 8 nha. Video 126 nha anh em. Đấy, thì hôm nay mình có lô này là 32 cái cần carbon nha. Đấy. Anh em ưng cây nào thì vui lòng inbox qua số điện thoại Zalo này cho mình 0931 272 712. Báo mã số cần và mã vô số video là 126. Rồi. Rồi, đây là bố đây cái lô này là 32 cây nha, thì gồm có 3 cái cần Đài Loan này, 2 4 6 7 7 cái cần tay lóng ngắn carbon hết nha. 1 2 3 4 5. 5 cái cần ISO hạ cần tay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 cây cần cần tay lóng dài. Với lại 1 2 3 4 5 6 7. 7 cái cần tay ráp khúc. 7 cần ISO ráp khúc. À quên, cần cần tay ráp khúc. À 4 cái chứ, 4 cây chứ. 1 2 3 4 cây à, 5 cây à. 5 cây cần tay ráp khúc và một cây siêu to khổng lồ nha. Ở trong đó có hai cây này là hai cây NFT này. Đấy, hai cây NFT xoắn vân này, xoắn hai da này, rất là đẹp luôn. 3 mét với 36. Với lại hai cây à, với lại một cây này. Đấy, xoắn chéo rất đẹp này. Hàng carbon hết nha anh em. Đấy, cây này xoắn từ đầu đến đuôi luôn này. Đấy, xoắn gần lõng cuối cùng rồi. Còn đọt đó thì đọt đen rồi. Đấy, cây này rất là hàng độc luôn nha. Lâu nay giờ mình mới thấy cây này nó xoắn đẹp vậy. Rồi. Thì trong đó có 3 cây này là mình lấy mắc nhất này. Mình lấy lẻ có 3 cây, nhập có 3 cây. Đó, nên là 3 cây này thì giá nó hơi cao. Hàng xịn mà. Rồi, đánh giá chi tiết nha. Rồi, đầu tiên là cây mã số 1 này. Cây mã số 1, số 2, số 3 là giống nhau hết nha. Đó, cùng một hãng này. Carbon xoắn vân. À, carbon xoắn vân nhưng mà vân chìm nha anh em. Còn ở ngoài thì nó là sơn bóng, sơn đỏ, rượu bóng này. Nhưng không có thấy vân. Được chưa? Nhìn dưới ánh sáng thì thấy chứ còn sờ thì chúng ta không nhìn thấy. Này, đọt đây. Đợt mạnh nha anh em. Đợt này là một chấm mấy ly đây? Đợt này là 1.25 ly. Đây là ba cây cần mới nên là nó sẽ còn đầy đủ đợt chống xoắn nha, đợt bu chống xoắn nha. Đấy. Đấy, màu đỏ rất là đẹp luôn. Đấy. Ba cây. Nhìn nhau hết nha anh em. Chất liệu đồ như nhau, nó chỉ khác chiều dài thôi. Nó là một cây 4 mét rưỡi này, 4 mét rưỡi thì nặng 190 gram. Gốc là 15, đọt là 1.25, giá là 450. Rồi, cây 5 mét 4 là gốc là 210, đọt 17. À quên, nặng là 210 gram, đọt là 17. Nặng 210, gốc là 17, đọt là 1.25, giá là 408. Đó, và cuối cùng là cây 6m3 thì nặng 250 g. Gốc là 19, đọt là 1.25 luôn, giá là 500. Đây. Đó, thì nó giống nhau hết nha anh em. Ba cây này thì chất liệu rồi giống nhau hết. Đó, nên là mình giới thiệu một cây là anh em đã nhìn thấy rõ rồi. Thôi. Ba cây này còn mới hết. À, mấy cây này á, ba cây này nếu anh em mua thì nó sẽ được tặng thêm một cái đọt đọt phụ nha. Đây. Này, đọt của nó đây. Đấy, đọt này gốc nó khá là bé chỉ phù hợp với cây cây đó thôi. Đọt đọt tặng này thì nó khá là dẻo nha anh em. Dẻo còn hơn đợt đợt zin của nó nữa. Rồi. Đó, như vậy đó. Rồi, tiếp tục là cây mã số 4. Cây mã số 4 thì dài 36, nặng 80 g, ngọn 1 ly. Hôm nay là mình mấy cái cây này á
mình xả ra cho anh em chơi nha. Mình sẽ bán rẻ lại đấy để mình chuẩn bị nhập lô mới, lấy vốn để nhập lô mới nha anh em. Rồi cây này chắc mấy cây này mình bán đồng giá hết cho anh em quá, đồng giá xả lỗ luôn quá. Rồi mấy cây này á, mấy cây lông ngắn này á thì từ 36, có mấy cây 36 nha, mấy cây 34, 36 đồ á thì mình lấy anh em 500. Đấy, bao ship cho anh em bán lỗ luôn, mình cam kết đó là bán lỗ luôn nha. Đấy, và mấy cây từ 4m5 đến 5m2 này. 4m5 đến 5m2 mình để đồng giá cho anh em là 500 rưỡi. Bao ship cho anh em. Được chưa? Đấy mình xả lỗ luôn đấy, chứ không có bớt được nữa nha anh em. Đấy mình cam kết là không bớt được nữa, trừ khi là anh em mua vài ba cây thì mình bớt là bớt cái tiền ship cho anh em thôi. Thay vì tiền ship là mấy chục ngàn đó thì bây giờ mình bớt là bớt cái ship đó cho anh em thôi, nếu mà mua hai ba cây, chứ còn mình sẽ không có bớt được nữa đâu. Đấy là mình bán lỗ rồi nha. Đấy rồi cây 36 đây, nặng 80 g, ngọn 1 ly, gốc là 19 à 12, giá gốc của nó là 600, được chưa? À, hàng nội địa Nhật ra ngoài nha anh em, cán rất là đẹp luôn này, à, rất là mới luôn, rất là đẹp nha. Đấy, cái lông ngắn này rất là dễ thương luôn, câu cá nhỏ nhỏ thì bao sướng luôn nha, rất là nhẹ ha, nặng có 80 g. Rồi tiếp tục cây mã số 4 à, mã số 5. Mã số 5 là 5m45, là 5m50 ạ. Nặng 150 g, gốc là 20, đọt là 0.8 ly. Giá gốc của nó, giá trước của nó là 650 nha, bây giờ mình xả là còn 550 hết nha anh em. Đó đọt mảnh này. Đấy, màu xanh rất là đẹp này. Xanh rêu này. Không dày xước gì nhiều nha anh em, xước dăm dăm rất là nhỏ thôi, mình phải nhìn kỹ thì mới thấy được, chứ còn mình mà lướt qua như thế này thì chả thấy được đâu, mình cũng không thấy được luôn. Đó, cây này cũng rất là đẹp luôn nè. Ok, cán sơn nhám nha, mã số 5 nha. Tiếp tục cây mã số 6 là 36 này, giá 500 này, cán sơn nhám luôn này, này thương hiệu đây. Nói thế này thương hiệu ngon không nha anh em, hàng Nhật bãi ra ngoài nha. Đấy giá rất là ok luôn, xả lỗ mà. Thì mình lấy lại vốn đồng nào thì mình lấy, rồi xong rồi mình nhập hàng mới nữa. Đấy mà giờ là dịch rồi nha, sắp tới là nó rất có thể nguy cơ là dịch nó rộng ra một xíu nữa là sẽ đóng cửa nha. Rồi cây này là 36, mã số 6, 36, giá 450, à 500. Đấy, nó mà đóng cửa là lúc đó tới khi là anh em là được nghỉ dài dài này, đi làm đi đồ được nghỉ này, rồi không có cái gì làm mà đi câu, lúc đó mà đóng cửa rồi thì shipper nó không giao hàng được nữa, anh em muốn mua cũng không có luôn. Được chưa? Đó này, cây này rồi mã số 7 này, 5 mét này, nặng 190 g này, ngọn là 1 ly 1 này, gốc là ly 22 này, phi 22 này, giá gốc là 650 này, giờ còn 500 này, à 550 này. Này đấy, đọt mảnh nha, mấy cây này chủ yếu là đọt mảnh nha anh em, câu cảm giác thôi. Rồi cây này thì nó có hơi độ bỏng nhẹ một xíu gần đọt nha. Đấy, giá 550 nha anh em. Ok, mã số 7 giá 550. Tiếp tục mã số 8. Mã số 8 là một cây 3m4, giá hiện tại giá gốc là 650, giờ là còn 500. Này thương hiệu đây.
đợt mạnh luôn nha anh em. Đó, xanh rất là đẹp luôn, cây này rất là đẹp nha. Sao mình chưa thấy anh em nào lấy ta? Này, cây này xanh rất là đẹp luôn, giống như xanh của màu cây này này, nhưng mà thay vì cây kia là nó có xoắn xoắn, còn này là nó không có xoắn thôi đó. Ok nha, cần nhập bãi nha. Rồi giá cây này là 500 nha, 34 giá 500, rồi 36 cũng giá 500, nặng 100 gram, ngọn là 1 ly, gốc là 16, giá gốc là 550 giờ, 650 giờ còn 500, mã số 9. Rồi. Thẳng từng nha anh em, rất là nhẹ luôn, không chảy xước gì nha anh em, màu tím mộng mơ rất là đẹp này. Rồi cây màu tím này giá 500, mã số 9, dài 36. Tiếp tục là cây mã số 10, cây 5m2. Số 10 thì nó có hai cây nhá, cây này là 10A rồi là 10, còn cây dưới này này là 10B này. Rồi 5m2, nặng 200 gram, ngọn là 0.8 ly, gốc và phi 22, giá gốc là 650, giờ còn 550. Đó, cây này nó hơi chảy xước này anh em này, vân này, bon xoắn vân này anh em có thể nhìn thấy này, vân chìm nha anh em chứ không phải là vân nổi, nên là anh em đôi khi sẽ nhìn thấy nhưng không sợ thấy. Đọt mạnh nha, đọt rất là bé luôn. Còn lóng đầu tiên này thì vân nổi rất là đẹp. Đấy, mấy lóng này cũng vậy, nó chỉ nổi được có khúc đầu này thôi, còn ở dưới này thì nó hơi cộm xíu. Cây này nói chung là có xước dăm như thế này nha anh em, có xước nha. Đấy, cây này giá là 550 nha anh em, mã số 10. Tiếp tục là mã số 10B, mã số 10B cũng là 5m2, giá cũng 550 nha anh em. Đây, cây này thì cái nắp của nó có vấn đề là nó bị lủng luôn, xong mình phải lấy keo mình dán lại. Anh em về muốn chắc đó thì lấy keo 502 keo B dán lại vòng quanh ngoài nữa, hoặc là có thể nói mình lấy keo AB mình dán lại cho anh em. Tại giờ mình chỉ mới dán trong xíu thôi, chứ không phải mình dán đây là nó dính. À, vẫn lỏng lỏng thôi, nhưng nó lại dính trong nó này. Rồi cây này thì màu xám luôn chuột này. Đó, các lóng của nó này rất là đẹp luôn này. Rồi đọt, cây này thông số cây này là dài 5m2, giờ nặng 200 gram, gốc là 21, đọt là 1 ly, xám lông chuột nha anh em. Điểm các màu đen họa tiết như này thì nó còn khá là dơ. Rồi cũng có sức dăm nhẹ nhẹ. Rồi cây này giá 550 nha anh em. Tiếp tục cây mã số từ cây mã số 11 cho đi á, 1 2 3 4 5, 5 cây này là 5 cây ISO họa thần tay nha anh em. Rồi có cây này là 4m4 này, mã số 11 4m4 này, gốc là phi 18 này, đọt là 1 ly 2 này, giá là 450 này. Đây, cây ISO họa cần thay này thì này. Rồi thôi, cây này thì mình lấy, ai anh em nào lấy mình lấy 400 nha. Đây, đây thì nó cũng hoặc là cây này anh em nào lấy thì mình bớt thêm cho anh em chút nữa.
cây này thì nó cũng không còn được đẹp dành như anh em nào mà ưng gần tay carbon xịn nhưng mà lại tài chính thì hạn chế, hoặc là anh em không quan tâm đến cái mẫu mã của nó, quan tâm đến cái carbon thôi. Đó, thì cây này là mã số 11 nha. Đó, giá thì anh em thương lượng này. Đó, số 12. Mã số 12 dài 36. Giá gốc của nó là 500. Bây giờ mình lấy anh em 450 luôn. Đó, mình lấy anh em 450. Bao ship cho anh em luôn. Dài 36, gốc là phi 19, ngọn là 2 chấm nha, 2.0 ly nha. Ngọn là 2 ly nha. Đấy, ngọn rất là cứng luôn. 1.6. Đấy là một cây ISO hạ gần tay nha. Rồi, cây mã số 12 này giá 450. Từ cái cây mã số 2, mã số 4 này. Từ mã số 4 đến đến mã số 20 á. Từ mã số 4 đến mã số 20. À, anh em lấy là mình tặng 20 cái lưỡi câu nha. 20 cái lưỡi câu. Rồi, tiếp tục là cây 13 dài 3,7 m, giá 550. Đấy, giá 550. Ở đây mình lấy anh em giá 500 luôn. Cây này cũng khá là đẹp nha. Đây, từ từ đã. Gốc 19 này, ngọn là 18 này. Đấy, đọt này. Đọt cũng rất là lớn luôn. Này, nó không có chảy xước gì hết. Nhưng mà nó bị gãy khoen á, xong rồi mình hạ xuống gần tay nha. Đó, ngắn mà bạo lực. Mình lấy anh em 500. Rồi, mã số 13 giá 500. Mã số 14 là một cây 4,3 m, nặng 100. Cân nặng thì cây này 100, không biết là 100 mấy gram, nhưng mà cây này rất là nhẹ luôn, Zubi nha. Gốc là 18, ngọn là 0.8 ly. Giá cây này là 550. Bây giờ anh em lấy, mình lấy 500 luôn. Đây là một cây dây trong hạ cần tay nha. À, cây này là cây zin của nó là cần tay. Rồi người ta lại độ lên là cần ISO, tức là khoen bé 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 tí. Xong giờ hạ xuống lại, nó lại là cần tay. Các cái đầu lóng của nó thì người ta quấn keo, quấn chỉ như thế này. Anh em nào ưng thì để lại như thế này. Thay vì anh em đi đóng khoen inox chẳng hạn thì bây giờ là nó có khoen chỉ rồi, anh em đi đóng này. Cái đọt thì nó chỗ này cũng vậy này, nó có khoen, nó bắt khoen đó. Đấy, rồi anh em ưng thì về cắt chỉ ra, rồi lấy dao lam cắt chỉ cái đấy. Rồi đó, cây này dài 4,3 m nha, rất là nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ luôn, mà thẳng tưng rồi, không võng một xíu nào luôn, mặc dù nó rất là nhỏ, đọt 0.8 ly à. Rồi, cây này mã số 14 giá 500 nha. Tiếp tục mã số 15. Mã số 15 là cây 4,5 m, nặng 220 g, giá gốc là phi 20, ngọn là 19, giá là 500. Đấy, hàng Ruby luôn nha anh em. Cái này 4,5 m. Được, cái cây này ngọn rất là lớn luôn, mà cũng thẳng tưng à. Đấy, cây trước cũng là cây Ruby 14, cũng là Ruby 15, là Ruby luôn. Đấy, đọt rất là to này. Nó cây đó, cây 14 thì câu cảm giác, cây 15 thì chơi bạo lực này, đọt bao bự luôn. Này, cái này thì cái khoen, à quên, cái lớp keo bóng ở ngoài á, thì nó bạc, nó nổ nổ như thế này thì cũng đó, nó như vậy á.
Rồi, nói chung là giá 500, hàng số rẻ. À, cây này có một cái nữa thì cái gốc của nó này, không phải là gốc zin nha, cái đít cần này. Cây này là một cái nắp chụp cần rồi mình bắt vô thôi, mình bỏ vô thôi. Mình tháo ra anh em, mình tháo ra như thế này là ok rồi, là tháo ra rồi. Đó. Đây. Đấy. Nó bị mòn này, sao không biết nó bị mòn. Có mấy lóng là nó ra. Rồi. Mã số 15 giá 500 nha. Tiếp tục mã số 16. Mã số 16 là cây 4,5 m. Là 130 g, giá là 650. Hôm nay mình xả luôn, còn 550 luôn. Rồi đấy, giá xả còn 550 nha, mã số 16 nha. Đấy thì nó không có hơi chảy xước như thế này. Đợt mạnh nha anh em. Rồi, cây 16 giá 550. Tiếp tục là cây 17. Cây 17 dài 4,5 m, nặng 140 g, gốc là 16, đọt là 0.8 ly, giá là 7.8, giờ còn 7.5. Đó, giá 7.5 nha. Rồi. Đợt máy nha. Đấy. Đây cái lóng này thì nó cái sơn của nó mình không biết sao nó có nhám này, nó hột giống như mụn mụn lên á, mụn á, nhưng mà tí tí là mình cạo không ra, giống như các cái khác là mình cạo là nó ra, nhưng cái này mình cạo không ra nha. Nó không biết là do lúc mà nó làm nó bị lỗi như vậy hay là sao nữa. Đó, cạo nó không ra. Hay là lúc sơn là nó dính cát dính đồ gì. Rồi. Thôi cây này anh em là lấy mình để 700 luôn, xả luôn. Đó, cây 17 giá 700. Dài 4,5 m nha. Tiếp tục cây 18. Cây 18 dài 4,5 m. Hàng nội địa Nhật luôn. Đó, cây này mình cũng để xả anh em luôn, còn 700 luôn. Đó, mà số 18 nặng 130 g. Được chưa? Cần rất là nhỏ nhẹ thôi. Đọt mảnh, đọt không cho mấy ly thôi, rất là đẹp nha. Đấy, giá 700. Cái này thì nó cũng mấy chỗ này nó cũng hơi nổ keo á, tức là keo nó bị chóc lên á, nó keo bóng ngoài á, có những chỗ nó hơi bị xíu thôi chứ chưa chóc lên được, chưa cạo được, nó mình thấy thôi hay là nó bạc màu vậy. Rồi, tiếp tục mã số 19. 19 là cây 4,3 m hay là 4,5 m, không biết, nặng 140 g, gốc là 16, ngọn 0.8 ly, giá gốc của nó là 700, giờ còn 650 nha. Mã số 19 nha, anh em nào ưng thì mình có thể giảm thêm luôn. Đó, cây này lớp này nó lớp keo này nó bị chóc này. Đó. Đọt mảnh nha, 4,5 m rất là nhiều. Rồi. Đấy, keo này.
Rồi, mã số 19 giá 600 nha. Giảm luôn, còn 600 luôn. Này xả. Xả hết. Rồi, mã số 20, dài 3 m, nặng 100 g, gốc là 14 ly. Ngọn là 1 ly 8, ngọn khá là lớn, cây này dài có 3 m thôi nha anh em. Đó, hôm nay mình xả lỗ luôn. Còn 450k. Nó dài 3 m nha, dài 450k này. Cây này khá là đẹp. Không có chảy xước gì luôn. Mà lại đợt lớn rồi này. Đấy. Rồi ok nha. Rồi mã số 20 giá 400, 450. Tiếp tục mã số 21, dài 36 nằm 100 g, ngọn là 1,5 ly, gốc là 14 ly, giá 600. Anh em nào lấy thì cây này mình bớt cho chút xíu nữa, 550 luôn. Cây okay, này thì nó hơi dơ, nó chày. Được chưa? Thôi cây này mình lấy anh em 500 luôn. Một khi đã máu rồi. Đấy, giá 500. Giờ 36, giá 500. Bao đẹp luôn. Nó đọt lớn này anh em này. Ha. Cây này đọt 1 ly mấy rồi? Đợt 1 ly dưới luôn. Rồi cây này mà cây mấy lóng trên không có chảy xước gì luôn nha. Đó, chỉ có cái lóng này là nó chảy xước này. Được chưa? Rồi tiếp tục cây mã số 22. Cây mã số 22 là cây carbon banu. Đây qua. Cây này thì cái gốc của nó, cái lớp chỉ này nó hơi bị sộc sạch xíu, anh em có thể là chích keo vô, sơn vô gì đó, hay là quấn cái gì đó vô, hay là quấn lại, thậm chí chỉ cần rõ vài giọt 502 vô là nó đã dính rồi. Rồi cây này giá 800, hôm nay mình xả cũng còn 750. Đó. 700 luôn. Nó xả 700 luôn. Được chưa? Giống như các cây khác. Rồi giá 700 nha. Đai qua đàng hoàng nha anh em. Rồi. Đấy, đọt này. Đọt. Chống xoắn. Rồi ở trên này không chảy xước gì luôn này anh em này, thấy chưa? Nó có vết xước nhỏ này. Còn lại là xước dăm dăm rất là bé luôn. Rồi, cây này mã số 22 giá 700. Mã số 23 dài 4,4 m. Là một cây đây. Super. Đấy, hàng nội địa Nhật nha anh em. Carbon cây này thì carbon xoắn vân này. Sờ này, anh em nhìn thấy không? Thấy và xoắn vân không? Và sờ cũng thấy nha, nhưng mà nó không có cộm nhiều thôi. Xoắn vân cây này thì đọt mảnh. Đó, trên này thì và xoắn nhiều nè. Dưới đây thì sờ thì thấy hơi, chứ còn nhìn nữa thì nó mới đẹp. Cái này nó hơi chảy xước ở đây này. Có vết chảy xước, lóng đầu tiên đó. Còn lại lắm, còn lại cũng khá là ok, cũng không có chảy xước gì nhiều luôn. Rồi cây này 4,4 m giá 700 luôn nha anh em. 800 còn 700 luôn. Mã số 23, 700. Tiếp tục mã số 24 này. 24, 25, 26 này thì ba cây này mình mới lấy xong. Giá thì nó chát nhưng mà được cái hàng rất là vip luôn. Đấy.
Thấy không? Cán này sơn nhám này. Cái 4 này là cái 5m4 nặng thì khoảng 200 gram nha, tại mình cái cân nó hư mình không đo được nhưng mà nó khoảng 200 gram. Đó, gốc là 18, đọt là 1 ly rưỡi, đọt lớn luôn. Mã số 24 giá là 1.650.000. Thấy không? Carbon xanh này. Sơn vân xanh này, thấy không? Đẹp chưa? Lung linh luôn. Đấy. Hình như đây là cây đầu tiên mình thấy nó có vân như thế này. Đây, đợt lớn này, trống xoắn luôn này anh em này. Đó, đợt lớn nha, 1 ly dưới nha. Mình bán gần cầu Nhật bãi khá lâu rồi mà lần đầu tiên là mình thấy lấy được cây này. Đó. À, xoắn đẹp chưa? Xoắn nó nóng cuối trên cùng luôn, sát đọt luôn. Không chảy xước gì nha nha. Cây này người ta bảo quản rất là mới. Đấy. Trong bọc đầy đủ, chỉ thiếu cái nút cần thôi. Cái nút cần thì nó bị mất nên là người ta nút vào một cái nút khác như thế này. Đấy, cây này rất là đẹp luôn. Đầu nó hơi có độ võng nhẹ một xíu nha, hơi võng nhẹ một xíu thôi. Rồi, rất là đẹp luôn. Cây này anh em nó ưng nó thì chốt sớm nha. Chứ lại không còn nữa. Rồi. Ok. Cây mà số 24 nha, giá 1.650.000 nha. Tiếp tục mã số 25 là một cây 36 nha. Nặng là 60 g. Gốc là 10, đọt là 0.9 ly, giá là 1.1 triệu. Cây này là cây NFT nha nha. Đây. NFT. Cây này mình lấy cũng khá là cao. Đấy, hàng đẹp. Cây này là NFT thế hệ 2 nha. Rồi, đầu bu chống xoắn nha, đọt là 0.9 ly thôi, câu cảm giác thôi. NFT đây, cái chỗ này nó tự nhiên đang đây nó cục ở đây rồi xong nó vuốt xuống. Nó chưa không có phải là mình không biết là cái tác dụng của này là làm gì nhưng mà cần Nhật bãi rất là nhiều cần như vậy nha. Nó cây này thì cái lóng sắt đọt nó không có thế hệ 2 thì lóng sắt đọt nó không có xoắn vân nha anh em. Nó không có xoắn hai da, nó xoắn lên đây thôi. Nó hai lóng đầu tiên thôi, còn lại hai lóng ở trên đọt thì nó không có xoắn. Cây này còn rất là mới luôn nha anh em. Đấy,